xin chào cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo nha. Đây chính là anh Toàn Đen. À, phải nói là anh Toàn Đen người ta mới biết đúng không? Đúng rồi. À, anh Toàn Đen trên sơ nhiều vlog cả nhà. Sau khi mà mười mấy tiếng, gần 18 tiếng đồng hồ ngồi xe thì anh Toàn đã đến với lại Nga để mà có một ngày mai có một bữa cơm đầm ấm của anh em bạn bè giao lưu với nhau tại gia đình của mình. Thì hôm nay là anh Toàn có mệt không? Dạ không sao vậy, nói chung vô gặp mọi người là vui rồi, không em vui. Anh Toàn quá tuyệt vời cả nhà ơi. Mà được một cái là anh Toàn là một cái người rất là nhiệt tình nha cả nhà. Mà khi vào nó là em thích bấm mực của anh ơi, thì anh Toàn đã mang cho mình một thùng. Mà trước đó anh Toàn đã gửi thêm cả một thùng nữa để làm gì, để cho Nga ăn mắm mực đã luôn, ăn trước khi bay đi là ăn mệt mỏi luôn ăn. Nhưng mà thật sự là mắm mực rất là ngon. Nếu mà cả nhà có dịp hay là có một cái ngày nào trong gia đình mà có tổ chức những cái bữa cơm bình thường hoặc là đơn giản hay là tiệc gì, có thể là ăn thử cái mắm mực của bên kênh Sơn Dược Vlog ha. Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Cả nhà coi dĩa lòng ở đây nha. Rồi, nay chị Nga dẫn đi ăn sáng. Đây là quán cháo lòng em ăn từ nhỏ đến lớn. Dạ. Dạ. Mối ruột. Mối ruột luôn hả? Đó, nhìn hai cái nước mắm của mình chỉ đơn giản như vậy thôi, đại gia đình ơi. Đây là ba chị Nga đây. Ba chị Nga khá là dễ thương. Rất là dễ thương nha. Đúng dễ thương và họ đồng nữa. Nhớ ghé luôn. Anh ăn chị Nga là cháu lòng. Đúng rồi đó. Chị Nga, thì hôm nay em chị một làm kêu năm ba dĩa ra ăn nặng luôn. Ăn năm ba dĩa tí đi quay chương trình sẽ đi nổi. Nhưng mà hôm nay sáng nay mình ăn nhẹ chị Nga, ăn lọc dạ lắm. Dạ, chung, ăn coi chừng ba cô cháu cũng rồi. Em đi từ xe ngày hôm qua tới giờ em biết vô gặp chị nè, em chị cũng bận rồi. Để vô đi. Đó, anh Hoàng Thi với con thi từ ngoài phòng đầu tiên mà vô cái phòng chung kết với con. Anh Hoàng ăn được lắm không á? Chị Nga vô đây. Dạ, mời đại gia đình nha. Mời anh em nha. Nga đây. Dạ, em cảm ơn. Anh em nè. Rồi, ok, cảm ơn chị Nga. Ăn thử lòng ở đây đi. Nóng nóng ngon gì Nga? Dạ, nóng ngon á. Nước ăn dồi đây. Chị Nga biết thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu rượu đế. Ờ, má, cô phụ cho con xịt rượu luôn. Thiếu rượu đế. Chú làm liên hồn với hai được cho chú. Đồ mất gì? Dạ. Uống xong một cái là gì? Đồ nó nước trong bông miếng hả? Nóng nóng còn bóc quá ngon à. À, à, nóng nha. Ngon không? Đi ghen liền á, dội đây ăn là đỉnh luôn á. Có, cháo. Ai vô chứ? Em, rồi con cháo à. Đó, cháo xương á. Rồi hai cục xương đối đự luôn à. À ba cục luôn. Quá chất lượng chị Nga. Ăn sáng về em nói với em chuyển vô đây mà mở ăn sáng ngày nào em ăn sáng này quá. Mà vô đây là mỗi ngày em đều dắt đi ăn. Mà chúng mày chỉ đi qua Mỹ đúng mà. Em về lại nhắc em buồn. Ngon. Ngon là trời mấy giờ? Đi lúc 5 giờ mấy. Em định đi máy bay á. Là từ trong em vô sân bay mất một tiếng máy hai tiếng, rồi từ Sài Gòn rồi vô sân bay chờ mất một tiếng máy nữa, thành mất 6-7 tiếng còn xong đi xe tốn thời gian quá. Ba bữa nó là cảm ơn con gái ba lâu cái gì vô nữa đi ngược nữa ra mà đã bay được cái số mà nó đi rồi vô sân bay chờ tiếng máy 2 tiếng thôi, anh em đi xe. Cái này làm ta qua ở lò tươi sao hay nó giòn mà cũng ngon. Sáng bên lò heo ở đây là nó tươi lắm cho nên mới ăn. Cháo lòng ở đây là chuẩn nhất luôn á. Không, chứ quán này thấy bán sạch sẽ. Dạ. Cả nhà có dịp đến chỗ khu vực đang sống á, bầu cá Cảng Bơm Đồng Nai thì có thể là cái cháo lòng của Nguyên nha. Cứ nói cháo lòng của phụ nữa là người ta sẽ chịu luôn. Ngay chợ Đông Hòa. Anh em. Tử Nhi Hồng. Đi
chưa đi với chị Nga chú Hậu hả? Dạ em cũng chưa biết luôn, nhưng mà em biết rồi. Rồi chú mời chú với chị Nga. Chị Nguyễn nó chết cái đá chị Nguyễn. Mời mọi người nha. Cái này tại vì mình ăn cái canh đó mình phải uống ly trời. Thơm á. Được không? Hợp lý. Được không? Rồi. Quay uống sao vậy? Cái bao tử đây nó màu hồng nha chị Hương. Bao tử rất là giòn. Như chứ muốn làm bao tử dài người ta phải có bí kíp đấy nha chị Nga ơi. Anh được cái bao tử đây. Ngon không? Giòn ha. Ngon. Nhiều quá nha. Thôi. Quá ngon. Dạ. Nhưng ai không ấy? Dạ em quá trời. Chị gấp em hoài em mắc cỡ. Mắc là ăn nhiều luôn. Đây mắc cỡ là em ăn càng nhiều. Đúng rồi. Trang chạy không nổi. Trang hả? Đấu gì mấy giờ? Tới con mềm 12 giờ mấy á. Chị quay ở đâu vậy? Thành con hả ba? Đưa cho thành đồ thôi. Tôi nhớ em trâu lắm mà bữa mà đi qua biển mà ba. Ba nhờ thầm mười mua á. Anh mà giờ ở các khu quay không được rồi, cầm cái con bên Mỹ á. Là về lấy vợ, về là Long Khánh lấy vợ. Quê em bé 1 năm là giật cưới luôn á. Ủa, Trang là quê bên Đồng Hà đúng không chị? Dạ. Trang á? Trang là quê bên đó, thì chị đó, là Đức Linh á. Chút mà chút. Nơi nữa hả? Đúng con. Trời ơi. Làm đây Phương. Mới cái tống giờ sao? Làm anh cũng uống luôn. Ừ, bây giờ mấy đúng giờ rồi. Đây, tình yêu, quên. Rồi, chúc sức khỏe luôn nha. Bây giờ là 6:25 sáng nha anh em. Uống nước, uống cà phê em thấy muốn rụt luôn. Vô nha, 1, 2, 3 vô. Sáng bắt xúc miệng rồi. Uống đi, cảm thì. Đây, đây là bán chị Nguyên ơi. Ồ. Đúng chị em có thấy đường lên đường hoàng chị. Em. Thấy cái người lại. Chị, em đợi chị một tí rồi em đi luôn á. Em tiêu lượng yếu lắm. Em yếu lắm. Xin cảm ơn cháu. Chú cá một cá nha. Cảm ơn cá. Bất ngờ rồi. Anh Toàn rất là chu đáo cả nhà. Đặc biệt anh Toàn độc thân. Anh Toàn độc thân nữa. Anh Toàn đang kiếm vợ. Do nếp này mà ai có nghĩ là muốn lấy chồng thì có thể là liên hệ anh Toàn nha. Rồi, mời. Ơi ăn nhẹ mới đã nè. Ủa cháo không? Đem nha. Ăn miếng cháo đây đi không bao giờ nấu đường đúng không? Không. Anh thích ăn ở đây rồi vậy hả? Mỗi lần em ăn cháo hồng em đều lên đây hết. Cái cháo ngọt thanh vậy. Ngọt thanh không? Tại vì ở đây nấu rất là nhiều à. Xương nè. Xương này nè. Dạ, đúng rồi. Dạ. Âm. Âm. Ngon không? Ngon. Lấy cà phê đá. Đó. Anh đi mua đá. Wow. Đây. Cái này hết rồi nha tình yêu. Hôm nay mình vô chị Nga dẫn đi ăn sáng cũng chọn quá. Không sao đừng sợ. Không sao. Lấy cái mũ che mỏ lại. Không sao hết. Đồ heo đây là một thời ngày xưa kênh của em là làm nên thương hiệu của team của em là cây sinh dược là cái đồ heo này đúng không? Dạ, cái chậu lá đó là có cái chậu ra những cái thù nữa mà cả những clip đầu tiên là con quay đồ heo đồ luộc đồ heo rồi cho vũ nó ăn á. Vô đây Dương ha. Em đây tìm cái đĩa. Đây đĩa đây. Ồ có rồi đó. Từ em ăn. Từ nha. Ngon quá. Chả ngon à Dương ha. Đó. Chả ngon lắm. Đã gặp được răng không? Được. Sáng ngày nào quá mình sợ. Còn có tiết canh nữa. Đừng gọi nó Dương ha. Còn tiết canh nữa hả? Vâng.
quá. À, xíu được không? Wow, ốc luôn, ốc luôn. Đây con nước chấm giá của anh Hải nè. Đây, để họ nói nó khoảng đào luôn. Ngon, còn khó vậy á. Mình ăn ốc như vậy, múc ra nào, trời ơi, trời ơi. Đây anh, miếng ốc heo. Cảm ơn chị Nga. Chị Phương ăn được ốc heo gì Phương? Ba. Cảm ơn. Béo lắm. Béo lắm rồi. Ngon quá. Đấy, lại nó đánh lên sạch 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 ta. Sao béo mà? Đây giờ em ăn, nóng. Nóng lắm. Ngon, có khó lắm. Ăn vậy mới đã. Quá bèo. Nhảy lắm em à. Xứng đáng uống một ly thôi. Vô. Chút mà chút. Vô. Mai cho chị uống một ly. Vô. Ngày mai hứa hẹn sẽ anh em đi tập trung. Vô luôn đi. Ngày mai Hùng với Lập xuống sớm không chị? Dạ sớm. À. Bữa nay chị Phương làm cameraman cho mình. Bé Trang chưa ngủ dậy nữa. Ta nói gọi là Trang lười biết. À, đi quay xuống rồi. Giờ chị Nga qua bếp nó mấy chị em mà một cái gian đi làm chị Nga bị đi buồn ha. Buồn đó, ăn buồn đó. Đây em đem. Đây đây, lấy rồi. Ông mạnh vô. Thôi, được rồi chị. Rồi. Mấy nước. Tình cảm nó phải tràn trề như vậy. Rồi được chị. Đẹp quá. Ba biết không? 10 tiếng hả? Ba mình ăn không được nhiều, ba Nga ăn không được nhiều đâu. Mà rồi đi chơi. Ở đây mới sáng rồi, ăn đông lên. Đông quá này đông. Múc cho chị Phương sáng. Nga vừa rồi đi ta bắt được 1 tháng ta. Hơn luôn á. Ba muốn cắt sổ. Chứ mình phải làm cái đầu ra cho mọi người. Ô, chị Phương chiếu này không? Wow. Nóng nổi luôn anh. Lý của đậu đi đâu rồi hả? Anh Tài múc lên bàn. Được rồi, múc đây chị mới gửi thì cho chị đó. Múc này nè. Này. Này. Cho ba mình. Đây đưa ba đầu tiên. Rồi cái này cho. Em thích ăn mấy cái này nữa. Đây chị Nga. Chị Phương ăn được ốc hay không? Đó chị Nga. Cái con này nè. Đây 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 đây. Đây. Em xin. Ôi. Một khói luôn chị Nga. Mong quá. Đây mang về mình đứng nè. Rồi đúng rồi. Chung còn vô đi, em mặc cỡ quá. Mặc cỡ quá. Như con làm heo nó được. Anh Toàn quay nó luôn á. Dạ. Còn quay em nhớ. Heo làm nghề mũa heo quay. Là chỗ nhà mình quay cái. Quay cho mặt 3 tiếng là xong. Trời ơi, quay cho mặt 3 tiếng là xong. Trời ơi, quay cho mặt 3 tiếng là xong. Trời ơi, quay cho mặt 3 tiếng là xong. Trời ơi, quay cho mặt 3 tiếng là xong. Trời ơi, quay cho mặt 3 tiếng là xong. Trời ơi, quay nhớ ba còn con còn nhớ đó mình. Anh nghĩ cho cả đi bay cho bà bay về nhà rồi. Con nhiều phải lớn. Chú qua kênh nó con lâu chưa? Lâu. Không gì. Em còn chưa chứ biết luôn á. Đúng mà bốn năm mình nhớ rồi. Lúc hết. Cứ tới người nào lúc về bay có thể hết được không?
không chuyện à? Tôi luôn mới đánh luôn. Quán này chị biết tiếp cận gì không? Gọi là khách sạn. Quán này đồ ăn lên nóng, đặt nóng á. Đi không á? Em ăn mấy rồi em có hơi ngại mà quán này em thấy ngon. Thoải mái không? Anh Toàn vô mà làm sao mà đưa đi quán hết bận? Vô là cái quán rất là bình dân, nhưng mà có đồ vệ sinh là sạch sẽ rồi. Em nói vậy à? Em mà tính em thích ban đêm mà đi nhậu em thích ngồi tóc vỉa hè. Em vậy. Vô em thích nhà hàng. Em dạ. Em thích ngồi quán cắp với hè. Cho ba review miếng là chị Phương. Đấy, cho ba coi. Ba ghế nha nha. Bánh tráng ba đâu? Vẫn ngon như ngày nào nha. Chị Nga hứa với mình là lần sau chị Nga về Việt Nam á, chị Nga hành trình sinh viên là Nga sẽ dẫn ba theo để cái ghế Bình Định không? Cái gì cho ba đi sợ má buồn hả chứ. Chắc để có cơ hội là bác về mình quen con cho nha. Toàn có dẫn Phương theo không? Hả? Toàn có dẫn Phương theo không? Có rủ Phương theo không? Có, chờ lấy mô mời lại gia đình nha. Đậm không bà? Bồn lắm. Trưa nay mình với Nga đang ngồi đợi nãy xuống nữa. Dạ. Đang đợi nãy xuống à? Mà mới 6:30 sáng bây giờ tới 7 giờ làm gần 2 cây rượu rồi. Không biết là kiểu gì đây. Nhà Trang đạp ra con đâu buồn xa đâu mà. Từ Nhà Trang ra con là 320 cây. Đang là miếng huyết đây. Đây là chú ra Nhà Trang là 400 mấy rồi. Bỏ lại 400 hai bào nữa, hai cây cả ba thằng nữa. Đó con bà Nhà Trang lắm. Nhưng ông giờ mắc tình này là sao là ngủ lên nhà. Cháo nóng không vậy? Mình sẽ làm một quả huyết ở đây nữa. Thôi thử đi. Ở ngoài rất là chắc mà trong này nè, nó khác người ta làm. Không. Quý à. Nó giòn lắm nè. Giòn. Nó giòn mà cái cán lên nó tan được luôn. Tan được luôn. Chứ không phải là nó cứng sơ như là cái kiểu như huyết chân ở vậy. Huyết chân của những anh em mà bán. Cô ơi, cô có mở cần mở chi nhánh Bình Định không cô? Ship luôn à. Này chỉ bán cho cá thôi. Cái một độc quyền lắm. Thôi, mình xin cho một cái là mình dừng video nha cả nhà để mà ăn sáng. Nhưng mà tính ra hôm nay giận giận mà quay quay mà cũng đã được một clip cháo lòng với anh Toàn rồi đó. Tiếp theo là mình sẽ cùng với anh Toàn làm có một bữa tiệc cùng chào đón anh Hải Sala TV. Để cả nhà đón xem nha. Và cũng cái là mình chào lại gia đình nào. Vô một cái bài nào. Anh đi mời. 1, 2, 3, vô. Xin chào. Chào em nha. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.